Nút bên tay trái là nút đèn. Em bấm đầu tiên thì đèn sẽ tự đổi màu. Cái nút bên tay phải là nút hẹn giờ, bấm đầu tiên là máy phun đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Nó có cái số này. Bấm cái nữa là 3 tiếng. Bấm cái nữa là 6 tiếng. Bấm cái nữa là on lần nào hết nút cho máy ngắt thì phải tắt cái quạt. Đúng rồi. Bấm qua chế độ on thì nào hết nước cho máy ngắt, mà em hẹn 4 chế độ này là chế độ nào nó nếu hết nước nó cũng tự ngắt hết. Ví dụ như anh hẹn cái chế độ mà 6 tiếng đi ha, mà anh chế có ít nước thì khi hết nước nó ưu tiên hết nước ngắt. Đó. Rồi, cái nút mute em bấm cái nút tắt máy. Hiểu không? Nếu ví dụ như muốn phun 1 tiếng đồng hồ nó ngắt nó thì hẹn chế độ 1 giờ. Xài đèn thì bấm nút này. Này tặng thêm cái điều khiển. Điều khiển khi xài thì em rút cái nắp chân pin này ra. Còn không xài thì để cái nắp chân pin lại. Này điều khiển thì nó sẽ có các cái nút tắt mở này. Mở máy này. Hẹn giờ này. Em bấm nó, em thấy cái đèn này nó nhảy lên. 1 rồi 3 rồi 6 không? Đúng. Còn continue là nút on. Đó. On là phun liên tục, còn phun ngắt quãng là enter. Đèn phun lớn nhỏ. Này là đèn. Này là tắt máy. Rồi vậy là biết cách sử dụng ha.